Một mối tình vẫn đang hai tay, còn một mối tình thì yêu quân thoại ở ngoài Bắc thôi. Wow. Yêu nhau 3 năm, mình chỉ có gặp nhau một lần. Đó đó. Dạ, một lần đó thì cũng gần đi tới hôn nhân. Ủa là anh là coi như là trai tân đó hả? Nhưng mà chưa lấy vợ lần nào? Chưa lập gia đình lần nào luôn. Wow. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi của ngày hôm nay. Bạn trai thì đã ngồi đây nãy giờ rồi. Bây giờ Tường sẽ ra bên ngoài và mời bạn gái của chương trình ngày hôm nay vào nha. Rồi, ghế này vô phía trước. Bây giờ hai bạn có thể mở mặt nạ ra nha. Được không ạ? Rồi. À, xin chào MC Cát Tường. Dạ. Chào bạn gái bên kia. Bên tên là Đào Quốc Tiến, sinh năm 1972. Dạ. Quê quán ở Buôn Ma Thuột, đang làm việc tại công ty gỗ cổ phần Trần Đức bên Bình Dương. À, quê là Buôn Ma Thuột. Dạ. Hiện tại đang làm việc ở Bình Dương. Dạ, 17 năm rồi. Nhưng mà em thấy như anh cũng gốc miền Bắc hả anh? Dạ, em gốc miền Bắc. Dạ, ở đâu anh? Dạ, em Thái Bình. Thái Bình. Dạ. À. Rồi, dạ, mời chị. Em xin chào chị Cát Tường, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Quyên, sinh năm 1982 và quê quán thì ở Hà Tĩnh. Và hiện nay em đang là giáo viên mầm non tại Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Người Bình Dương, người Bà Rịa Vũng Tàu, yêu nhau như thế nào đây? Anh có ngại yêu xa không? Dạ không ạ. Dạ, thế điểm mạnh trong cái công việc, trong cuộc sống của anh là gì? Siêng năng, chịu khó, tức là chăm biết cho lòng gia đình. Nhưng yếu em thì ít nói, ít thì nhát cho hay cho đông người đó, hay nhát gái. Đông người này là nhát, không dám nói được gì. À, đông người mới nhát thôi nha quý vị. Chứ vắng người thì không hề nhát. Dạ. Rồi, thế còn mình thì sao? Em thấy chị em điểm mạnh thì là một người hiếu thảo, không có trách nhiệm và biết đặt trường hợp mình vào người khác. Và điểm yếu của em thì hơi nóng tính và không được tự tin trước đám đông. Trời, ai cũng không tự tin trước đám đông hết trơn. Thế còn trong cái chuyện tình duyên thì mình đã trải qua bao nhiêu mối tình? Dạ, em cũng đã có chồng và đã có hai đứa con. Nhưng mà em cũng ly hôn cũng khá lâu rồi chị ạ, từ năm 2010 ạ. 9 năm rồi? Dạ. Cháu mình bây giờ là mấy tuổi? Dạ, cháu có một cháu là học lớp 10 ở với mẹ. Cháu trai là học lớp 6 ở với ba. À, vậy là cháu gái là ở với mẹ. Học lớp 10 là cũng là đã 16 tuổi rồi. Dạ. Có hay thường xuyên qua lại thăm hỏi hay là có nuôi con gì không anh á? Dạ không, con bé thì ở với em, còn thằng cu thì ở với bố. Nhớ con thì mẹ chỉ ghé qua trường thăm con thôi. À. Dạ, chứ con không được về mẹ. Ở với nhau hai mặt con, lý do gì mình phải chia tay vậy? Dạ, tại vì hết duyên chị ạ. Lúc mà có người phụ nữ thứ ba xuất hiện, thế là à, vợ chồng trục trặc từ đó. Là anh có người thứ ba? Dạ. Mình không níu kéo được à? Không. Dạ, níu kéo hết cách rồi, không được thì buộc phải buông chị ạ. À, là có níu kéo. Dạ. Hay dạ, những giai đoạn đầu chắc cũng khó khăn. Nhưng dạ, mà 9 năm thì nó quá lâu rồi. Cuộc sống dạ, bây giờ đã ổn định rồi. Dạ. Thế thì trong suốt 9 năm qua mình có trải qua một mối tình nào khác nữa không? Nói chung thì em cũng có tìm hiểu nhưng mà em thấy không phù hợp nên em không quen. Lý do tại sao? Cái khó của mình là ở cái chỗ nào để Tường hiểu? Tường sẽ dạ, cố gắng Ví dụ như yêu xa chẳng hạn, Sài Gòn chẳng hạn, em thì ở dưới kia mà em thì không thể mà bỏ công việc của em hay là đấy của em được. Dạ, tại vì em bây giờ ổn định với nhà cửa, học con cái học hành dưới đó thôi. Có nghĩa là giờ muốn tìm người để san sẻ nhưng mà phải ở với Vũng Tàu. Dạ, em không thể bỏ việc em mà đi chỗ khác được. À, có anh nào mà tới ở với Vũng Tàu luôn thì được. Dạ. Trời ơi, cũng khó quá. Muốn bắt chồng đây, chết rồi. Anh ơi, anh nghe của bên đây chia sẻ vậy, anh trước tiên là anh cảm thấy như thế nào ạ? Quan trọng là tôn trọng nhau và sống thôi. Còn về cái phần mà ví dụ là có gia đình hay chưa có gia đình thì không bao giờ em quan tâm tới. Có nghĩa là cái việc mà có đã ly hôn hai con là không quan trọng? Dạ không quan trọng. Nhưng mà cái vấn đề mà bắt chồng á có quan trọng không? Cái việc ở đâu ấy thì nói chung là ở đâu cũng phải làm ăn hết. Ở đâu cũng là ở thôi, chứ còn ở đâu cũng là quê hương hết, không có ngại gì cả. Nơi nào mà đất lành thì chim đậu. Nếu như ở dưới đó mà cái công việc anh có thể là có cái việc anh làm ổn định thì anh cũng sẵn sàng đến. Dạ. Hay quá, trước tiên là nghe vậy thấy cũng được rồi ha. Thế tình duyên của anh này như thế nào? Em thì cũng trải qua được hai mối tình, nhưng mà hai mối tình đó thì cũng chỉ được mấy tháng thôi. Một cái mối tình vẫn đang hai tay, còn một mối tình thì yêu quân thoại ở ngoài Bắc thôi, tận Phú Thọ, xa quá. Xa quá. Mà yêu nhau 3 năm, mình chỉ có gặp nhau một lần. Trời đó. Dạ. 3 năm gặp nhau một lần một. 3 năm gặp nhau một lần. Một lần đó thì cũng gần đi tới hôn nhân. Gặp thì tháng sau là đi đến hôn nhân thì mẹ người đó không cho lấy chồng xa. Trời đất ơi. Quen nhau 3 năm, gặp nhau một lần là quyết định cưới luôn. Dạ. Mà cuối cùng bên kia không chịu. Có đi xem thầy thì có ông ngoại của người đó là cũng xem ngày tháng đó.
nhưng mà không đến được với nhau được. Lâu chưa anh? Lâu lắm rồi. Bao nhiêu năm rồi? Tầm 6-7 năm. Ủa là anh là coi như là trai tân đó hả? Mà chưa lấy vợ lần nào? Chưa lập gia đình mà là nào luôn. Wow. Ê, rồi 6-7 năm nay là phòng không chiếc bóng, không quen ai. Dạ em không, bởi vì tính em thì cũng ít khi giao tiếp lắm. Bởi vì em thì không rượu không chè gì cả, chỉ biết đi làm rồi về thôi. 72 là năm nay cũng gần 50 tới nơi 47 rồi. 47 rồi. Dạ. Ở mình hoài buồn không anh? Dạ cũng buồn. Nhưng mà tại sao lý do gì tới giờ này anh vẫn chưa lấy vợ? Lập gia đình thì cũng là dễ thì rất dễ, nhưng khó rất khó. Bởi vì tính em thì nếu không lập gia đình thôi, mà lập gia đình thì phải bớt một người đó là phải biết hiểu nhau trong công việc, hiểu nhau trong cuộc sống, tôn trọng nhau cuộc sống. Khi không phân biệt là phải ai thắng ai thua. Khi đó là vợ chồng thì vợ cũng như vợ, chồng chồng như vợ thôi, không phân biệt là ai là ai, ai to ai nhỏ. Rồi giờ chị Tường hỏi em một câu nữa nha. Em nghe hoàn cảnh của anh chưa? Dạ. Em có cảm nhận gì không? Em thấy anh chắc có lẽ cũng kén chọn ấy. Chị nghĩ cũng không kén chọn đâu. Gặp nhau có một lần là đã quyết định tiến tới hôn nhân rồi. Chắc cũng giống như em nói là cái duyên nó cũng chưa tới. Yeah. Giống như bên em thì là hết duyên. Yeah. Chứ không không ai muốn sống một mình đâu. Buồn yeah. lắm thật sự luôn. Tuổi của mình là cần có cái người hữu hỷ. Yeah. Nhưng mà một cái vấn đề này là vấn đề quan trọng nè. Ảnh là trai tân, chưa vợ, chưa con. Chắc chắn anh phải muốn có con nếu như lấy nhau. Thế dạ. thì em có ngại để sinh thêm em bé không? Dạ không sao chị ạ. Khỏe chị còn sanh được mà không chị em, đúng không? Nhỏ chị tới 5 tuổi mới có băm mấy mờ được. Ngon lành. Có nghĩa là nếu được mình vẫn sanh em bé chứ đúng không anh? Dạ. À, rồi thôi bây giờ mình sẽ nói về cái mẫu người lý tưởng của mình đi. Dạ. Nãy giờ mới nghe chứ chưa có thấy hình nghe tiếng à. Thế dạ, em mong muốn cái người lý tưởng của em là người như thế nào? Em thích một người đàn ông của gia đình. Về nhà thì biết chia sẻ công việc với vợ. Em thích người đàn ông gia trưởng. Ồ, anh biết làm việc nhà gì phụ vợ không anh? Như em thì được cái ưu điểm của em thích làm việc nhà. Thích làm việc nhà? Bởi vì gia đình em chỉ có hai mẹ con thôi. Ví dụ nấu cơm, nấu nước là em nào hết. Anh nấu cơm, nấu nước trong nhà luôn? Dạ. Mời nhà cho hai mẹ con thôi, em không để cho mẹ em nấu cơm. Mẹ hiện giờ là anh đang sống với mẹ. Dạ. Bố anh là mất rồi. Bố em mất rồi. Dạ, là mẹ ở Bình Dương luôn? Không, ở Buôn Ma Thuột ạ. Ủa rồi anh ở Bình Dương, mẹ ở Buôn Ma Thuột làm sao nấu ăn mẹ cho mẹ? Không, tức là em cứ về quê, trước đây ở quê thì em hay nấu cơm cho mẹ em. Còn bây giờ thì có đứa cháu ngoại ở với em. À, cháu ngoại hiện giờ đang ở mẹ. Anh ở Bình Dương, anh ở một mình? Dạ, em ở mình. Ở một mình thì có nghĩa là làm hết. Dạ. Rồi, có yêu cầu gì nữa không? Dạ, với em thích một người đàn ông trung thủy. Lúc đã là vợ chồng rồi nên trung thủy. Dạ, không, chị nghĩ anh này anh phải trung thủy. Tới tuổi này mà chưa lấy vợ mà còn không trung thủy nữa thì làm sao mà ở được với ai? Dạ. Đúng không? Dạ. Về ngoại hình? Dạ, ngoại hình thì em thích cao 1m65 trở lên. Nói chung là dễ nhìn tí là được rồi. Anh cao được nhiêu anh? Anh cao được 1m62 thôi. 1m62 à, thiếu 3 phân tụi người. Dạ, cũng không sao. Hỗ trợ dạ. đi, dạ, mang dép thấp xuống một chút nha. Dạ. Quan trọng là người đó mình phải cảm thấy yên tâm. Cái người có thể là hiểu được. Thật ra tuổi này không phải là mình yêu đắm đuối như ngày xưa dạ, nữa rồi, mà mình tìm một cái người tri kỷ, dạ. một cái người bạn chia sẻ được là chị thấy hợp lý rồi. Dạ. Quan trọng là tính tình họ, người đối xử thế nào. Đúng rồi, dạ. Đó, cái đó mới là quan trọng. Dạ. Thế còn anh thì anh mong muốn tìm, mình chưa vợ mà. Dạ. Dạ, muốn tìm một người vợ như thế nào? Nước da hơi trắng một chút thôi. Còn cao thấp không quan trọng, cần làm sao thứ nhất phải trung thủy, yêu ai phải thật lòng. Ví dụ là bạn bè em không nói, còn nếu ví dụ như vợ thành chồng thì em muốn làm sao san sẻ công việc nhà rồi là công việc to nhỏ cùng phải bàn bạc với nhau chứ không thể quyết định bất cứ ai. Dạ. Theo như anh, ví dụ trong hai vợ chồng lấy nhau thì cái chuyện ví dụ như tài chính trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Cái tài chính thì thường thường trước đây là hầu như là bao giờ bên vợ quản lý là tốt nhất. Dạ. Còn ví dụ bắt buộc ví dụ không có ai thì mình giữ thôi, chứ còn nếu mà có vợ thì mình giữ nó khỏe hơn. Bởi vì mình chỉ biết đi làm phải ăn uống thôi, không quan tâm cái chuyện tiền bạc. Miễn chồng vợ đừng cho mình chết đói ra đường. Dạ. có bèo nhèo quá là được rồi, đúng không anh? Dạ. À, có hình ảnh gì không nè? Dạ, bây giờ mình coi thử coi nè, anh có hình ảnh gì không anh? À, anh tìm thử coi nha, anh có thấy bóng dáng chị ở trong này không? Một tấm một thôi để anh lựa cho nó dễ. Bốn cô nàng đó là có một cô đó. Trời ơi, hình này kiếm hơi mệt à. Dạ. Đó, bonus cho thêm tấm nữa, có ảnh ở trong đó chị. Tại sao anh chọn cô đó? Linh cảm của em hả? Linh cảm hả? Rồi, thế anh cứ cầm đi nha. Chút xíu Tường mở cửa trái tim ra để anh xem coi nha. Dạ, em đoán anh này ạ. Sao đoán anh này hay vậy? Đó, được rồi. Nãy giờ Tường nhìn còn chưa biết anh nào luôn á. Anh này. Dạ. Hay dữ, sao đoán anh này? Dạ, tại em thấy trong này cũng có anh. À, rồi. Phụ nữ hay lắm, phụ nữ linh cảm hay lắm. Rồi, bây giờ Tường sẽ mở cửa trái tim ra nha quý vị ơi. 1, 2, 3 Ten ten.
cho anh ạ. Dạ, anh chị thấy sao? Em đoán đúng rồi ạ. Sao anh? Chưa đúng rồi chị. Đều là đúng. Dạ, đó, trật luôn rồi, sai luôn anh ơi. Anh nhìn hình mà anh có bốn cô mà. Anh nhìn hình mà anh còn đoán không trúng nữa, làm sao mà. Cô nào anh? Cô nào? Trời đất ơi, nhìn hình rồi mà còn đoán trật. Người ta hình khó vậy, đứng nguyên một vàng luôn mà người ta đoán trúng tóc ngay anh luôn. Nhét qua trái tim vừa không? Trời, quà to quá vậy. À, dạ, em cảm ơn anh ạ. Trời ơi, quá ga lăng lịch thiệp, nhiều quà dạ. Dữ. Em cảm ơn anh. Mình nghe mà nó tặng tính. Hả? Ủa? Trời ơi. Nó tưởng quà cho người kia chứ quà cho mình hả? Rồi, cảm ơn anh nha. Dạ, em cũng có món quà tặng anh ạ. Rồi, ủa sao quà mà gói quà mà sao nằm hở hí 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 là sao vậy? Dạ, mở ra xem được không? Dạ, được, em thích thực tế. Dạ. Mở ra coi gì vậy anh? Dạ, dầu gội đầu anh. Dầu gội đầu. Tóc chắc khỏe. Trời ơi, chị đoán hay quá ha. Dầu gội đầu, tóc chắc khỏe. Rồi, thôi bây giờ hai anh chị gặp nhau rồi, cảm xúc của anh như thế nào? Em thấy cũng có cặp tình. Thế thì theo anh, nếu như mà bây giờ mình bắt đầu tìm hiểu thì mình phải yêu xa một giai đoạn, đúng không anh? Dạ. Thì bao lâu anh có thể thăm chị được một lần? Chị là không đi được rồi, chị đi dạy mà. Dạ. Công việc của anh thì như thế nào? Thời gian của em thì chỉ được có chủ nhật thôi. Chủ nhật thôi, làm suốt tuần luôn. Dạ, suốt tuần luôn. Bên mình là sao? Cũng nghỉ chủ nhật. Dạ, em cũng đi làm từ thứ hai đến thứ sáu chị ạ. Còn mà thứ bảy thì em đi dạy trong chùa. Thì chủ nhật là vẫn được rảnh. Dạ. À, thế từ Bình Dương mà anh chạy lên trên giờ Vũng Tàu. Dạ, anh nghỉ bao lâu thì anh thăm chị được một lần trong cái giai đoạn mình yêu xa? Dạ, một tuần một lần. Một tuần đi một lần. Dạ. Tướng ốm mò gầy mòn vậy đi nổi không trời? Em chạy xe từ đây về Buôn Thật được mà. Ồ, một tuần lần được rồi, ai cũng bận biểu mà. Dạ, dạ. Đúng không? Dạ. Thế bao nhiêu lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? Nếu như mà trong cái tuổi em thì nó khác, bởi vì em thì nghĩ từ 3 tháng đến 6 tháng là đến. Mình thấy sao? Dạ không sao. Em cũng thấy vậy, chị cũng thấy vậy chứ để em cũng bình nữa. Dạ. Đi qua đi được hay không nó thiệt cái tuổi của mình á. Dạ. Gặp nhau chừng 2 lần 3 lần là mình biết được hay không rồi. Dạ, đúng mình rồi. Chủ yếu là mình coi cái tính cách tính tình với nhau, như nói chuyện nhau có hợp hay không. Chứ còn kéo dài làm gì, hợp là hợp, không hợp là không hợp. Nhưng mà em hỏi nè, ở Bình Dương là anh đang ở nhà của ai? Thì em cũng đang ở nhà trọ thôi. Ở nhà trọ thôi. Em không xác định ở đây. À, thế thì giờ giả tỷ bây giờ mình lấy nhau. Dạ. Qua Vũng Tàu đi. Dạ. Thì anh muốn sống như thế nào? Thì em đã nói lúc nãy rồi, em nói chung thì ở đâu cũng là quê hương hết thôi. Yeah. Nếu ví dụ là cảm thấy mà thương nhau thực lòng á, rồi em không quan trọng là phải ở đâu hết. Nhưng mà em vô chi tiết á, cụ thể ví dụ giờ anh về ở rể đó, thì bây giờ anh có vô nhà chị ở, hay là anh muốn rủ chị ra ngoài muốn thuê nhà ở, hay là anh sẽ lập nghiệp ở đó luôn, anh có kế hoạch như thế nào, ý em hỏi cụ thể. Nếu như chẳng hạn ở Vũng Tàu á, thì em thì cũng muốn là phải ở riêng ra. Ví dụ cái nhà đấy thì em không quan tâm, nhưng phải mua chỗ khác ở. À đúng được. Rồi mình có đủ điều kiện kinh tế để em mua ra ngoài không? Có đủ điều kiện. Dạ. Thế hiện tại mình ở Bình Dương mười mấy năm mà tại sao anh không mua nhà ở Bình Dương? Nhưng mà em mua ở ngoài quê 30 đất cơ. Mua 30 đất ở Buôn Mê Thuột. Dạ. Bán bớt miếng vô Vũng Tàu mua được không anh? Dạ. À có nghĩa là có đất ở quê. Dạ. Ở mà không thích Bình Dương. Dạ. Anh thích Vũng Tàu không? Xưa giờ có cái nào anh đến Vũng Tàu? Thì em cũng đi có 2 lần rồi, em cũng thích ở đó. Rồi. Bà Rịa gì đó em cũng thích. Nói chung mình chỉ hỏi vậy thôi, khơi gợi ra để cho mình có thêm cái sự suy nghĩ. Yeah. Tại vì thật sự ở tuổi của mình rồi, cái kinh tế nó cũng phải ổn định thì mới có thể bền vững được. Rồi bây giờ thì có thật mới vực được đạo ạ. Mời nhà hàng lên đồ ăn ạ. Rồi bây giờ tôi mời anh chị thưởng thức một món ăn rất là ngon của nhà hàng nha. Đây là món bò hầm tiêu xanh rất quen thuộc, bắt nguồn từ ẩm thực Pháp. Món ăn cực kỳ nổi tiếng, bóp bọc nhung, ăn với bánh mì, hầm với chút pate và những nhánh tiêu của Phú Quốc. Món ăn đậm đà hương vị Việt Pháp. Vừa ăn vừa tâm sự với nhau, tự nhiên thoải mái tìm hiểu nhanh nha. Tường ra ngoài một chút xíu Tường quay lại liền. Ổn không? Tự tin không? Trời ơi anh mạnh dạn lên cho em cái coi anh. Rồi xin mời hai người thưởng thức món ăn ạ. Dạ. Khi em ở Vũng Tàu em ở chỗ nào? Dạ em ở Phú Mỹ anh ạ. Phú Mỹ đã đến Bà Rịa chưa? Sài Gòn đi xuống là chưa anh. Còn cách Bà Rịa đến 22 cây ạ. Anh làm đây thì cũng được mười mấy năm rồi. Em cũng dạy ở trên Bà Rịa Vũng Tàu được 17 năm rồi. Anh không phải kén chọn đâu. Anh chẳng quan chỉ gặp duyên gặp số thôi. Ý anh dạ. Không phải kén chọn đâu. Duyên chưa tới anh nhỉ? Dạ chắc vậy đấy. Dạ. Tính anh được ít nói mà anh lại không nhậu nhẹt lắm. Nhiều khi làm đây bạn già nó rủ nhậu anh không nhậu đâu. Dạ. Tính anh không nhậu được. Nhờ đi em. Dạ dạ em mời anh.
Anh làm bên gỗ phải không ạ? Anh làm bên công ty gỗ. Dạ. Anh làm bên trưởng. À. Quản lý 30 người. Dạ. Anh trong công ty anh chứ không phải làm đâu. Được đứng gọi là phân công công việc thôi. Dạ. Vậy anh làm ca hay làm hành tránh anh? Anh làm từ 7 giờ sáng, 3 giờ anh về rồi. À, 7 giờ sáng, 3 giờ chiều. Anh ít đi chơi nữa. Dạ. Cùng lắm ra ngoài đường hay là thỉnh thoảng đi siêu thị Eon. Dạ. Một mình đi. Ủa vậy là anh đi làm vậy là đến Tết thì anh mới về lại Buôn Mê Thuột? Ví dụ như mùng 2 tháng 9 vừa rồi anh cũng về. Dạ. Anh đi xe máy về. Từ đây về chỗ anh là 380 cây. Anh là người cũng hầu như cũng mỗi mực trong gia đình. Ví dụ đã có gia đình rồi thì lúc nào anh cũng tôn trọng gia đình lắm. Thì anh muốn là công việc hay là về cái làm cái nọ nó kia phải cùng san sẻ với nhau. Tự nhiên nấu cơm anh có thể anh rửa chén chứ không bao giờ phân biệt à cái này là phải của phụ nữ, cái này của người đàn ông. Dạ. Nhưng mà từ qua ngã ba Vũng Tàu thì vô chỗ em xa 20 cây không? Từ ngã ba Vũng Tàu đi xuống em á? Lo tâm sự chắc không cũng à? Không ăn chắc luôn. Cũng tầm 40 cây á. Trời ơi, em mời nhà hàng, mời quán ăn, món ăn ngon quá mà hai anh chị không ai ăn hết trơn vậy. Xíu nữa ra ngoài hai anh chị sẽ tiếp tục thưởng thức nha. Bây giờ em hỏi nãy giờ tâm sự được nhiều chưa? Dạ. Cơ bản anh thấy ổn không? Dạ, cũng thấy ổn ổn chị. Dạ, tại ở đây thời gian không có nhiều. À, có nhiều là anh phải tự chạy xe xuống dưới Vũng Tàu cho nó có nhiều nha. Thế anh định là thí dụ ổn thì chừng nào anh xuống gọi là hẹn hò bữa đầu tiên? Dạ, thứ bảy tới này. Thứ bảy tới. Dạ. Ủa sao nãy mới nói chủ nhật giờ qua thứ bảy rồi? Thứ bảy giờ thì giờ em được làm từ 8 giờ đến 9 thôi. À, dạ. Làm xong rồi chạy xuống. Làm xong về phải tắm rửa ăn cơm xong xuống. Đi tối luôn, đi đêm luôn. Không, đi từ đây xuống đấy tầm 2 tiếng thôi. 2 tiếng. Giờ 2 tiếng rồi. Wow. Ủa, có hẹn chị chưa hay là này anh mới tự nói thôi anh hẹn chị chưa? Không biết là biết hôm nay gặp mà lần đầu tiên. Thấy cái gì? Ổn không chị? Em thấy anh cũng hiền, cũng ít nói. Không, Tường cũng hy vọng lắm á, yeah. Tại vì Tường thấy anh cũng đủ điều kiện. Rồi, bây giờ thì Tường mời chị bóc vài cái một lá thăm ở trong này đọc lớn lên cái yêu cầu trong đó ạ. Này mục đích để hiểu nhau nhiều hơn thôi. Cùng bạn gái, bạn trai ghép tay thành biểu tượng trái tim để chụp ảnh thật tình cảm. Rồi, giờ anh đi qua bển đi anh. Mình ghép cho vậy nè, mỗi người nửa trái tim vậy nè. Đó, để mình chụp hình làm lưu niệm. Đó là yêu cầu của chương trình. Dạ. Đứng lên đi chị. Đó, ai thuận tay nào đó là thuận. Mà anh phải đứng chung với cổ mới ghép được vậy chứ. Trời, anh biết làm vậy không? Đâu, hai người làm đi tôi coi đẹp chưa nha. Sát vô, trời ơi, đâu có ra trái tim đâu trời. Trái tim gì méo xẹo vậy? Không có ra được trái tim nha, chết rồi. Anh là hơi bị thấp, hơn mấy phân rồi nè, đó. Đúng rồi, được chưa, được chưa? 1, 2, 3. Qua lấy cái cửa trái tim luôn nè. 1, 2, 3. Đứng yên, để tôi chụp xéo xéo qua trái tim luôn nè. 1, 2, 3. Rồi, xong. Giờ tới phiên anh. Mời anh. Đọc lớn lên nè. À. Đọc lớn lên anh, sao căng thẳng vậy? Ôm bạn gái từ phía sau và nói tình cảm thật của mình cho đối phương nghe. Anh hiểu không anh? Dạ. Hiểu không? Dạ. Rồi tiến qua đi chứ giờ chờ gì nữa. Ôm bạn gái từ phía sau và nói tình cảm thật của mình cho đối phương nghe. Vậy chắc cũng phải mời chị đứng lên nha. Cặp đôi này lời quá. Có những sự va chạm không hề nhẹ. Làm đi anh. Ta đứng sẵn rồi đó anh ơi, mạnh dạn lên anh ơi. 50 mấy tuổi chú anh, gần 50 tuổi chưa có vợ kìa. Trời ơi. Đó, ảnh rung quá, anh rung quá. Nhưng mình hơi nhích cái tay ra chút xíu đó. Trời đó, ảnh mới dám, anh không dám thọt vô. Thương ghê vậy đó. Gì mà cứ nhắc vậy đây, thì anh cũng muốn là anh và em đã có duyên tới đây rồi. Thì thực sự là thì anh cũng có tình cảm với em. Nếu anh và em mà có duyên đi đến hôn nhân nữa, thì anh cũng là một người mà sống tất cả những gì tốt đẹp nhất anh sẽ dành cho em. Dạ. Hơi nhỏ nhưng mà cũng tình cảm. Rung quá, thanh niên mà bây giờ cho ôm mà không dám ôm luôn. Trời ơi, không biết người đàn ông còn sót lại của thế kỷ đây nè. Cảm xúc của mình sao chị? Dạ em thấy hơi rung chị ạ. Hơi rung? Dạ. Anh sao anh? Nhìn rung. Rung luôn, ai cũng rung hết trơn á. Cặp này phải gả nha quý vị. Nếu mà quý vị đồng ý thấy cặp này xứng đôi mà mọi người nhớ thả tim comment nhiều nhiều vô cho cặp này cưới nhau giùm em một cái để em lấy cái đầu heo coi nè. Thì bây giờ là tới cái thời phút quan trọng nhất rồi. Dạ. Anh chị đặt tay vào nút bấm. Và sau khi mà Tường đếm 3 tiếng đếm á, nếu mà anh chị đồng ý hẹn hò với nhau thì mình sẽ bấm thật là mạnh vào cái nút này. Nếu mà không đồng ý thì anh chị lấy tay ra. Nhưng mà Tường sẽ buồn lắm, Tường sẽ tan nát con tim. Vì Tường thấy cặp đôi này là có thể là Tường ăn được đầu heo đây nè. Rồi mời anh chị đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại ạ. 1 2
3. Dứt khoát một lần thôi, biết ngay mà, sẽ đỏ cùng một lượt. Dạ, mời hai anh chị về một phía. Ai mà không nhấn là tôi nhấn liền, tôi nhào vô tôi nhấn liền luôn. Cặp này xứng đôi quá. Tường xin thay mặt chương trình gửi tặng anh chị những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Yeah. Nếu mà còn thời gian thì chiều nay hai anh chị cứ ghé xem phim trước khi mình về quê. Yeah. Nha. Ôi, nắm tay nhau đi anh chị, nắm tay nhau ạ. Tường thiết nghĩ là chúng ta cũng nên trao cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay là ngày chúng ta gặp mặt. Dạ, mời anh. Mình thanh niên mà anh phải chủ động chứ, tự tin lên nè. Hôn cô bạn gái của mình. Cảm ơn quý vị và cảm ơn anh chị. Và hy vọng rằng là anh chị cũng sẽ sớm báo tin vui cho các Tường cũng như cho chương trình nha. Tường là hy vọng đến 85% rồi đó. Còn phần còn lại là ở anh mạnh dạn lên giùm em cái nha anh ơi. Nha. Một tuần đi xuống Vũng Tàu một lần. 3 tháng thôi là báo tin vui liền. Ok. Nha. Em xin cảm ơn chương trình rất nhiều ạ.